Đầu tiên thì em Phương cần phải khoe gấp cho mọi người, khoe gấp nhà, khoe gấp cái cây bút kẻ mắt dạ siêu 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 thiên thần này. Cây bút này em Phương đã mua và khoe với mọi người trong video haul cùng với Chloe. Cây bút eyeliner này là của hiệu Herring Mask, là một hiệu của Nhật. Và để mình cập nhật cho các bạn nha, là trong cái video đó em Phương có haul ba cây bút, đó là cây Herring Mask này, thêm một cây Ico và cuối cùng là một cây Sock & Chloe nữa. Và hai cây kia, hai cây còn lại thực sự là không thể nào đánh bại cây Herring Mask này. Cây bút này thực sự là một phát hiện vĩ đại, tại vì nó không những lâu trôi mà nó lại còn dễ chùi nữa. Các anh em thì nghĩ xem, bình thường á là những cây bút lâu trôi thì sẽ là những cây bút rất là khó chùi, và những cây bút nào mà kiểu dễ chùi một chút á thì những cây bút nó rất là hay leo, đúng không? Ủa đúng không ta? Mình nói đúng ta? Đúng rồi. Em Phương nói đúng rồi. Thôi tính lại á, đây là một cây bút vừa lâu trôi lại vừa rất là dễ chùi. Bên cạnh cái khả năng mà dễ chùi và lâu trôi của nó thì em Phương cảm thấy á, là thiết kế của cây bút này cũng là một điểm rất là xịn luôn. Mọi người nhìn xem đây nè, cái dáng của cây bút này rất là thanh, rất là mảnh á, cho nên là mình có thể vẽ sát trên miếng rất là dễ dàng. Và thêm một điều nữa là đầu cái ngòi bút nó rất là nhọn, cho nên là em Phương kiểu vẽ flick hay là vẽ, nói chung là vẽ mắt hơi đều chút, em Phương cảm thấy là siêu đơn giản luôn. Từ ngày mà em Phương hô cây bút này thì em Phương ngày nào cũng có động lực để vẽ mắt mèo hơn, và em Phương cảm thấy mình xịn hơn. Chứ là bình thường á, em Phương kiểu bị rung tay, cho nên nhiều lúc em Phương thấy thôi vẽ mắt mèo khó quá, bỏ qua đi, vẽ cái đuôi mắt xuống vậy đi cho nó nhanh. Em Phương recommend cây bút này cho những bạn mà mới bắt đầu tập make up, những bạn nào mà hay rung tay như em Phương đó, mọi người nhớ mua dùng thử nha, tốt ơi là tốt.